Quý vị thân mến, vào mỗi dịp Tết cổ truyền Chon Sa Nam Thơ Mây, nhạc ngũ âm luôn là nét đẹp văn hóa không thể thiếu của đồng bào dân tộc Khmer. Và ngày nay, việc bảo tồn nhạc ngũ âm không chỉ giới hạn trong phun sóc trong lễ hội đặc trưng, mà còn được chính những em học sinh gìn giữ và phát huy dưới mấy trường phổ thông dân tộc nội trú. Đây là câu lạc bộ nhạc ngũ âm của trường phổ thông dân tộc nội trú quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Gần 15 năm thành lập, ngoài 7 thành viên chính, đến nay, câu lạc bộ còn thu hút nhiều em học sinh tham gia. Một dàn nhạc ngũ âm được tập hợp từ 5 bộ nhạc cụ với 5 chất liệu khác nhau như bộ đồng, bộ sắt, bộ mộc, bộ da và bộ hơi, tạo nên những âm sắc riêng biệt. Em Lý Hữu Bằng tham gia câu lạc bộ gần 2 năm nay đã khá thành thục các thao tác để chơi nhạc. Hồi nhỏ em đi chùa, đi lễ hội, cái thấy những anh chị người ta đánh những cái nhạc cụ này thấy hay quá, nên em thấy thích nên em học. Em thích nhất là cái dàn Ronnie A, những cái thanh này nó nghe những cái âm điệu rất là hay. Khó nhất là cân bằng hai cây dùi cho nó đúng thanh. Ban đầu là hai cây dùi này là mình muốn cân bằng là mình phải buộc dây đặng cho hai cái thanh nó giống chữ với nhau. Mình mới tập từ từ mới quen được, xong rồi mình gỡ dây ra mình đánh. Em muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và giới thiệu cho bạn bè gần xa về nhạc cụ truyền thống của dân tộc Khmer. Em thích cái gòn này do tạo ra thanh rất là lạ tai. Em cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được thể hiện tài năng của mình, được chơi các nhạc cụ ngũ âm trong những ngày lễ lớn của dân tộc Khmer. Để nâng chất hoạt động của câu lạc bộ, tới đây ban chủ nhiệm sẽ có kế hoạch hoạt động cụ thể hơn. Những thành viên chơi nhạc cụ nhuần nhuyễn sẽ hướng dẫn cho những bạn mới hoặc chia sẻ kỹ năng cho những bạn còn yếu. Thì đối với người Khmer, cái nhạc ngũ âm này nó giống như là một cái sản phẩm tinh thần, cho nên là trường thành lập cái đội ngũ âm, thứ nhất tạo một cái sân chơi lành mạnh cho các em, giúp các em giữ gìn và phát huy được những cái giá trị đặc sắc của cái loại hình nghệ thuật. Và điều đặc biệt nữa đó, cái ngũ âm này nó gắn liền với cái Phật giáo, cho nên là những cái bài ngũ âm thường cái nội dung đó mang cái tính là giáo dục, nó khắc sâu với cái người Khmer từ nhỏ tới lớn, cho nên là khi các em mà nghe được nhạc này, nó giúp các em hình thành nên những cái tính cách tốt. Trong thời gian tới thì trường sẽ phát triển cái đội ngũ âm của mình để cho các em được tham gia thi đấu ở trong cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long mình, cũng như là các khu vực mà khi mà có tổ chức những cái nhạc cụ dân tộc. Vào những dịp lễ Tết, ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để các em học sinh có cơ hội đem những giai điệu ngũ âm phục vụ cho bà con dân tộc Khmer cũng như các dân tộc khác, nhằm góp phần quảng bá hình ảnh dàn nhạc ngũ âm đến cộng đồng.